Thanh Hùng For Soul, đi cùng cả bóng đá. Ghét Thanh Hùng, sắm giày chính hãng. Trong trận đấu tâm điểm vòng 26 giữa Man City và Tottenham, kịch bản ít ai ngờ nhất, Spurs đánh bại Man City với tỷ số 3-2 ngay ở Etihad. Dù Man City có 2 lần quân bình tỷ số, thế nhưng Harry Kane đã giúp gà trống cầm 3 điểm trọn vẹn mang về thủ đô. Những người lập công cho Man City là Gundogan và Mahrez, trong khi bên phía Spurs, Harry Kane là một cú đúp bàn thắng, cùng với bàn của tân binh Kulusevski ở phút thứ 4. Thắng trận, đội bóng của Conte có 39 điểm và leo lên đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng vào lúc này. Họ chỉ còn kém vị trí thứ 4 của Man dựa tới đúng 4 điểm, nhưng vẫn còn 2 trận chưa đấu. Cũng tại vòng 26 Premier League, West Ham và Newcastle hòa nhau 1-1. Arsenal đánh bại Brentford với tỷ số 2-1. Aston Villa đã thua 0-1 trước Watford. Brighton đã thua 0-3 trước Burnley. Palace đã thua 0-1 trước Chelsea. Liverpool vượt qua Norwich với tỷ số 3-1. Southampton nhận chiến thắng 2-0 trước Everton. Neymar trở thành nhân vật chính của trận đấu năng và PSG khi anh là người ghi bàn thắng rút ngắn cách biệt, nhưng cũng đá hỏng một quả phạt đền, quả đó gián tiếp khiến đội nhà nhận thất bại. Đội chủ nhà năng ghi đến 3 bàn thắng do công của Muani, Merlin và Blas, nhưng bàn thắng của Neymar là không đủ để cứu vớt một ngày thi đấu thảm họa của Le Parisien. Kết quả cuối cùng năng đánh bại PSG 3-1. Trận thua này khiến khoảng cách giữa PSG và đội thứ hai là Marseille vẫn là 13 điểm. Thế nhưng đối thủ của họ vẫn còn một trận chưa đá. Cũng ở vòng 25 Lyon, Lille và Metz hòa nhau 0-0, trong khi Lens và Lyon hòa nhau 1-1. Ở La Liga, trận đấu giữa Real Madrid và Alaves đánh dấu sự bùng nổ trở lại của bộ đôi tiền đạo Benzema, Vinicius sau chuyến trận tịch ngòi, khi họ giúp câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha có được chiến thắng tưng bừng để xây chắc vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Real Madrid có màn thị uy sức mạnh khi liên tục bắn phá khung thành đối phương, với thắng lợi 3-0 nhẹ nhàng với các bàn thắng của Asensio, Benzema và Vinicius. Real Madrid cũng có ngôi đầu bảng khi có 57 điểm, nhiều hơn đội nhì bảng Sevilla 7 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận. Ở trận đấu sớm diễn ra vào tối ngày thứ bảy, đương kim vô địch Atletico cũng có chiến thắng tưng bừng 3-0 trên sân Osasuna để chấm dứt những chuỗi ngày đen tối, trong đó có trận thua đỡ bát bảng Levante vào giữa tuần. Với 3 điểm quan trọng, Atletico đã vươn lên vị trí thứ 4 khi giành được 42 điểm, hơn Barcelona 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 2 trận. Với màn trình diễn ấn tượng của Hàng Công và đấu pháp hợp lý, U23 Việt Nam đã dễ dàng đè bẹp U23 Singapore 7-0 ở trận mở màn tại giải U23 Đông Nam Á. Chiến thắng này giúp thầy trò Đinh Thế Nam mở toang cánh cửa vào bán kết. 6 cầu thủ thay phiên nhau điền tên lên bảng tỷ số, bao gồm Văn Tùng với một cú đúp, Xuân Tiến, Quang Nho, Ngọc Thắng, Thanh Khôi và Tiến Long. Nhận chiến thắng 7-0, thầy trò Đinh Thế Nam thậm chí đã đặt một chân vào bán kết. Nói thế là bởi ở trận đấu vào ngày 22 tháng 2 tới, U23 Việt Nam chỉ cần không thua trước Thái Lan là sẽ chắc chắn có vé vào bán kết với ngôi vị nhất bảng C, khi U23 Thái Lan chỉ giành thắng lợi 3-1 trước Singapore. Thảo lời quyết, nhưng mà trình diễn thuyết phục của Nuno Mendes đã giành được sự tin tưởng của PSG. Theo đó, họ sẽ kích hoạt mua đứt hậu vệ trái người Bồ Đào Nha vào cuối mùa giải này với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2026. Mendes đã đá chính cả 6 trận gần đây ở Champions League, đặc biệt chơi cực kỳ hay trước chiến thắng 1-0 trước Real Madrid. Hậu vệ 19 tuổi lên công về thủ toàn diện, sở hữu tốc độ cực kỳ bùng nổ và khả năng tạo đột biến. Nuno Mendes vì thế trở thành sự lựa chọn số 1 của Pochettino. Mendes gia nhập câu lạc bộ từ Sporting vào mùa hè 2021 theo bản hợp đồng cho mượn với mức phí 7 triệu euro kèm điều khoản mua đứt 40 triệu euro vào cuối mùa. Theo Sky, Barcelona đang đẩy nhanh việc ký hợp đồng với Andreas Christensen theo dạng chuyển nhượng tự do, khi anh sẽ trở thành cầu thủ tự do vào cuối mùa này. Câu lạc bộ xứ Catalonia vẫn đang gặp vấn đề lớn ở hàng thủ. Hiện tại, họ có Pique, Araujo, Eric Garcia, Mingueza, Langley và Umtiti. Nhưng thực tế chỉ có 3 cái tên đầu tiên được tin tưởng, dù Barca vẫn để thụt lưới quá nhiều. Barcelona sẽ tìm kiếm các nhân tố chất lượng cho hàng phòng ngự vào mùa hè, và Christensen được xem là đáp ứng những tiêu chí phù hợp. Trung vệ người Đan Mạch là một cầu thủ giàu kinh nghiệm, dù anh chỉ mới 25 tuổi. Với tư cách là cầu thủ tự do, Christensen là một mục tiêu rất hấp dẫn và khá nhiều câu lạc bộ muốn có được anh trong mùa hè này.